Ok, tập đàm môn dương đó nè, dương âm mơ video dương to về môn á, nè, nhầm record đó thầm tập bò tìm rồi mấy. Lâu dương một chôn mơ ủ tổ hồ này với buôn trịnh phùm bầy mà đòn á, tệ tôn chủ môi nó một cách riêng là so ai như vậy nhá, và ta nông ca cháy dương thơ mạch. Nói đi đây dương ở toàn riêng to là vì khi kẻ nghĩa rồi một cách đấy nhá, ta mê riêng này chẳng copy to, ta đi mê riêng design. Để cho toàn rơi chăm nhầm dụng nó nhập học nông cổ rộp với các bạn. Thế nè. Design. Design một cách. Và đòi vẹn design nhé. Và chỉ tất khỏi tất nhiên nhầm nâng sốt bật chọc chỉ phục thị buồn dưỡng. Và hay đạch chân nằm chỗ vĩnh khai môi nó dừng chập ram software. Mà nên nó dừng chọc chỉ phục thị bạm nó dừng chập ram phở software bỏ đó. Là phí thị set up hơi cho nó. Là phí đạp phí thị á. Set ba nó làm gì nữa? Thấy đấy, set châu là đấy đấy. Và đây đây, ở trên set, ở đây dân set dân ạ, dân áp dân đó nữa. Và tỏ, và nó dân mơ ủ thò này thì chứ. Nè, ủ thò ra nhung miên một cặt nhung mua vậy, cái đi giá như vậy đó ngay nữa. Một cặt nằm gì so ai nhỉ? Kẻ ở dân chạy lang vĩnh, thật ta một cặt của phù vấn năng ấy, tân phèm tập phù của bốn tặng nè. Nè, ta miên mô mong việc thôn việc của màn á, mong phần của cầu, nâu sản việc trong cầu. Đây là cái nạp sai cáp của bọn nhóm bảo tạm bọn định thân đến. Và những tạm rụp này ná, một cách dựng dựng màu design ná. Và hay sai cáp dựng bảo trên nguồn đọc của bầy được sáy và phết bộ sổ vẹn vai ở strain tại đây lá. Và các bạn nhìn sẽ khỏi sổ vẹn vai ở strain này, sổ vẹn strain vai ở ná. Và mình làm mà strain với viên bầy dạy không nâng. Đó nếch dễ bị chạc là bất sở vấn vai ở stress cái tí nữa và ấy đi của vai của sân tập hiệp phân nhóm này DP phân nhóm là DP này DP bật thông phân nhóm á bà đòi này đại nhóm đã nâng cứ mà anh đi bị rô bị khổng mà này á cứ mà tập phì là sai cá bị rô bị khổng đó ná bí bật thập bật thông như rô bị khổng tờ hay cầm lắng tìm sân tập hiệp nhóm tha nhớ cái này cái kẹt này hơi ấy cứ cầm lăng cá không đọc bằng bài sai nó cứ thơ cá bàn tập bằng hán nè không mà sai bàn tự bàn đó mà đọc tàu này nè và mười tàu này hay stream bê tông là dương nhau brass rập nấm cứ bầm rồi ksc hạ sấp megapascal nè và mà lâu dương mở tin việc chạy về nominal moment như vậy mà cha nên nhóm song tin này mà với một cách để nhóm tập brass bê tông hẻm tắc flang á bê tông slab hẻm tắc tầng nông BW cứ ta mà tật cả lại và hay cặp bùa vía cặp bùa tầng tuần nông đo móc của bốn tật tái cặp bùa slap ta tật cùng phần đấy và sai ca những đạn thì chẳng ai chạm chất những đằng ấy những độ móc tại nhà anh ấy một cặp dương cặp bùa chạy chip pi móc những cặp bùa nói chạy chip pi ba phần này và bán những độ đi vật phẩm đi móc những khơi chẳng ai để profile bị thẹn mà xì mồ tình này anh ấy chia riêng stress distribution và riêng viết á anh ấy nhưng mà toàn đăng thao viết lẹ châu mà anh ở đây gọi anh nhầm son là mặt tập bộ cụ son là mặt tập bộ ta bật tốt viết thơ cá thẩm slap là ấy nè bây giờ tốt thơ cá thẩm slap những design gì ấy kì riêng rectangular đài nè tại bộ viết lẹ một châu tuần nông riêng viết chìa sọ tè sọ thi này nè và hay những ca kẹt nít đôi AC chẳng những chay cái niệm web chay chứ và chẳng nói nít đôi chỉ nhông kẹt nít tập bộ đã toàn châu rectangular là bật tục với tạch trong bật tục tạch là slab viên nó lại slab nắng bật tông viên nó thơ ca bản tục bản chẳng việc toàn thật lẹ mọc hồn bây giờ bật tục viên khăn chứng nắng cứ ở đây tục đánh chúa vậy cứ thầu trôn mọc hồn tần hồn này chẳng là bây giờ chạy nhưng chạy tam một cặp xó thì xó tê nắng vậy nhé và hãy viên tỏ ở lâu trong song tình lấy tay cho nhóm sật tam tráng tì bì cho buồn mê riêng môn môn dưỡng ná dưỡng bà là thật sử dụng vai ở strain nắng một cách đọc bị chuẩn phân lý nữa chuẩn muốn đọc bằng bài được sáy chẳng dương mơ tình này đại công việc FPU vẫn viết dương mơ tớ khởi đọc bằng bài chuẩn phân bờ tạo rồi có những cái chị cái lỗ mát nó mà mơ riêng đấy mơ bài phòn và ra sản xuất lâu hay cái lạp tây này và FPY anh ấy ultimate anh ấy dìa vì dìa thầm mà bộ môn đọc tàu chiến này bởi ta đọc bài ultimate lắng lòng bài đọc tàu chiến đó và đời đại dương nhất đại dương bây rồi cao chứ tay ultimate ai đó là phạm phòn buồn rồi phạm rồi chẳng đó
តាមប្រភេទដែរបាទហើយអានេះ FPU ខ្ញុំទៅសេនេះ FPU យើងជា stress ផងវាណា stress យើងខ្ញុំយកកម្លាំងវាមកកម្លាំង ultimate វាចែកជាមួយនឹងកម្លាំងផ្ទៃវាមកបានជា stress វាកាប់ពិតអានេះខ្ញុំសេបច្រាស់តិចដូចឯល្អជាងណាខ្ញុំ revise ឡើងវិញតិចF តូចយើងតាំងឲ្យពាក្យ stress ត្រូវជាងបីពេលដែលយើងអានសភៅអង់គ្លេសគេសេ F តូចជាពាក្យ stress ហ่ะបាទហើយ F ធំយើងតាំងពាក្យជាវាជាកម្លាំងវិញណាជា point load នេះវិញណាតែនេះខ្ញុំចូលសេអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុតយើងត្រូវ F តូច FPU តូចស្មើនឹង F ធំចែកឯក្លាបទៅនេះវិញណាបាទយើងមើលសភៅអង់គ្លេសទៅវាស្រួលវាស្រួលជាងដូចគ្នាណាព្រោះឯ F តូចគេតាំងដោយ stress បាទដល់ពេលនេះខ្ញុំច្រឡំសេ F ធំបាទហើយក៏តែរូបមន្តការតាំងកាលាយើងចង់ឲ្យដូចសពៅអង់គ្លេសគេយើងនេះទៅវាស្រួលទៀតបាទបន្តមកខ្ញុំចាប់ដើមរកផលធៀបនេះបាទ FSE និង FPU ហ្នឹងនេះខ្ញុំរកផលធៀបហ្នឹងដើម្បីអីនេះឃើញទេអានេះអានេះខ្ញុំសេអសតូចទៅពេលនេះខ្ញុំមកសេអសធំពេលពេលយើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងកែទៅកែអានេះ F ធំដាក់ F តូចវិញណាអាឡៃ F តូច FPU តូចដាក់ F ធំវិញមកណាកែនេះទៀតណាអានេះដាក់ F តូចមកបាទបាទថាយើងចែកវា300គេតើវាធំជាង 0.5 ឬក៏តូចជាង 0.5 បាទវាតូចជាងយើងប្រើសមីការ300 FPS នេះណា stress point សរសៃការផងយើងនេះបាទយើងប្រើសមីការនេះនៅក្នុងសភាព PCI use design aid ដែលខ្ញុំប្រាប់ណា 5.14.3 សភាព PCI បាទសភាព prestressed ណា prestressed pretension potential ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺដែលយើង design ពួកប្រភេទស្រ័យការរបស់ហ្នឹង slab ធ្នឹមមមមអឺយើងអត់ដែលភាគរយវាអត់ដែលអត់ដែលតូចជាងហ្នឹង 0.5 ហ្នឹងអញ្ចឹងលើ 0.6 0. អីយ៉ាងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងពីត្រឹមយើងប្រើសម័យការនេះមកបើវាតូចជាងណាសម័យការនេះយើងស្ដាំញ៉ាំតិចណាបើមើលទៅនេះចំណុចហ្នឹងឃើញសម័យការគេស្រាយមើលសម័យការហ្នឹងបាទតែជាក់ស្ដែងសំឡេងល្អយើងកានេះទៅអត់ដែលចូលលក្ខខណ្ឌហ្នឹងឯងអ្នកនេះទៅចូលឡានេះធំជាងធំជាងអញ្ចឹងខ្ញុំថាប្រើសម័យកាលនេះមកបាទ use the flow equation ណាប្រើសម័យកាលបាទហើយ F យើងរក FPS តែ FPS ជាប់អនុគមមួយទៀតនេះវាមានជាប់អនុគម gamma p beta gamma omega អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមរកម្ដងមួយខ្ញុំរក gamma p មុនណា rp ឬ gamma p ហ្នឹងណាតែវាជាប់អីគេវាជាប់ជាប់អនុគមមួយទៀតនេះ FPY និង FPU កម្លាំងវាណាចែកតើវាចែកវានៅចន្លោះម៉ាន 0.8 ចន្លោះ 0.8 ដល់ 0.85 ហ្នឹងគឺយើងយកកាម៉ាភី 0.55 មកប្រើអានេះយើងកែនេះតាមកូដសេរី2011ចុះក្រោមប៉ុន្តែបើកូដ2014ឡើងទៅយើងមិនបាច់រកផលធៀបទាំងទេយើងយកកាម៉ាភីអូតូម៉ាទិកមកគឺ 0.28 ណាកូដ ACI 2014សេរីក្រោយណានៅក្នុងមេរៀនមុនខ្ញុំនិយាយប្រាប់ម្ដងហើយណាយើងអាចបើកវីដេអូឡើងវិញស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងទៅឬក៏បាទនេះខ្ញុំកាក់នេះតាមកូដសេរីចាស់ឡើយខ្ញុំឲ្យវាដោះស្រាយយើងយក 0.4 មិនថាបាទយើងយកកូដ ACI 2014ហ្មងយើងមិនបាច់មកកាក់នេះកន្លែងហ្នឹងទេយើងយក 0.28 មកប្រើហ្មងវាប្រាប់ថាម៉េចក្នុងកូដនេះវាប្រាប់ថាពេលដែលអានទៅវាណែនាំថា FPY ចែក FPU ហ្នឹងគឺត្រូវតែធំជាង 0.9 អត់អាចតូចជាង 0.9 ទេតូចជាងក៏យក 0.9 មកប្រើដែរផលធៀបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងតម្លៃវាពេលដែលធំជាង 0.9 គឺតម្លៃ 0.28 បាទបាទហើយតែក្នុងករណីដែលយើងប្រើគេពួក 7 wire strand ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើង design យើងប្រើហ្នឹងយើងញាប់ហ្នឹងបាទតែយើងប្រើជាលក្ខណៈសរសៃធម្មតាជា wire ជា pre-stressing by ផ្សេងគឺយើងអនុវត្តតាមរូបមន្តនេះប៉ុន្តែបើយើង design ពួក potential slab ពួកប្រភេទពួកធ្នឹមហ្នឹងប្រើ 7 wire ហ្នឹងគឺយើងយក 0.28 មកករណីដែលថាយើង design កូដឆ្នាំ2014ណាអានេះពេលអានសភៅគេខ្លះទីឃើញគេយកអានេះមកឆ្ងល់ហើយមិនខ្ញុំសេច្រើនណាណាបេតា1នេះខ្ញុំរកតម្លៃបេតា1វាប្រែប្រួលទៅនឹង FPC បាទ FPC ខ្ញុំតូចជាងស្មើសុខ300 KSC យក 0.85 ប៉ុន្តែបើផនខ្ញុំធំជាងគឺវាចូលលក្ខខណ្ឌនេះវិញមិនថា maximum នៃ2ហ្នឹងអមួយណាធំយកមួយនឹងមកប្រើបាទណាបាទចាំតបមកខ្ញុំជួសចូលបានបែតាមួយស្មើប្រមាណ 0.69 អូខ្ញុំចាប់ប្រាំរកភាគរយដែករបស់ខ្សែកាផងយើងភាគរយរបស់ខ្សែកាផងយើងដូចគ្នាទៅនឹងរូបមន្ត RC អញ្ចឹងណាក្លាផ្ទៃ
bởi dân dễ bị AC ấy kì rô xe mà AS chạy dễ BD mà nế và anh ấy đi khi nếch còn là P cả lạp tí chia cả lạp tí phần sai cả bởi vậy sự tập tiếp có bởi vậy sự tập tiếp phần thì tăng phần cả bình này đấy và ờ chả đi APS phần nhóm cứ mình mà anh ấy nhóm xe đô biệt hạ total sở rộng mình ra chuyển nguồn sai cả bình bảo bảo mà với dương phong để đi giá dương phong tại ăn ở lại một cặp dương thôi một cặp dương đặt của màn là xài đọc bầy xài chân cả lạp tây theo con dù luôn tận đọc bầy mà màn ở lớp nhưng chắc đam rồi làm tây biết không con dù luôn xài cặp thân nhóm làm bầy xài bàn mình làm tây sầu và từng đây nhóm đặt màn tận mình đấy mà đi thân nhóm nè mà nhớ tọ máu nhưng chuyển nguồn châu luôn mất ban rô thì thân nhóm mà này và họ nó còn nick tích ngon mất kẹt pel để dân kẹt này AC minro mặt nè đây đây ngon đấy đây này hết để kẹt này AC á bà chạy người romin bà tôi chừng romin nhưng do romin opera đây bà thông chừng romac nhưng do romac thầm romac opera đấy và anh nó buộc sai đại nàng phở một tay nó còn anh ít gì rồi sai cái sai cả ngon đấy và chân ngon min và rụng muốn là min chạy rụng muốn là romin romac cái đấy ở đây sai đại nhưng chạy นี่อ่อนเลยว่าพอโอมแก้มมุนตะบงខ្ញុំសន់តមត់ថាធនំរបស់ខ្ញុំនេះមកកាត់ខ្ញុំខ្ញុំអត់មានដៃប៉ុណ្ណឹងធម្មតាសន់តមត់ដបងណាបាទខ្ញុំកាត់នេះដបងសិនពេលដល់អត់ជាប់យើងចាប់ដើមដាក់ដៃជួយណាពេលដែលមានវាបញ្ហា ដល់ឥឡូវខ្ញុំរក FPS បានណានេះជំនួសចូលរូបមុនហ្នឹងមកបានតម្លៃ FPS បានបាទកម្លាំង cái món sọt cát nhóm nấu khăn ông sạp nhóm lại vậy à toàn là cực này hết á cá sọt mọt kẹt này cứ à toàn dưng dưng sọt mọt dần bảo vệ châu lại khắn nhưng mà kẹt niềm đầu tiên à lỡ nhóm sọt mọt thà viên nấu khăn ông sạp tổ chức HS cứ cục buộc sạp vậy đấy cục đặt sạp còn nhiều nè hả bà tổ mắt nhóm chặt ram nè sau một chiếc nhé nhóm đo a nông sản nhé rủ một nè nè đôi nâng a c đi cái này nè ờ nhóm chỉ nấu ăn a ăn mà tập buồn chiềng nè cái nhóm sau một buồn bốn thật tiệt chiềng mà tại chỉ nấu chôm bắp với cái rectangular chân thầu ấy a với tôi chiềng này mình làm việc thứ cá nó không sạp làm lại chân rectangular tại một việc lẹ mỏ làm lại a vì mình làm lại phần nắng việc thông chiềng đấy việc lẹ một nông tuần nụ chứ bây giờ vì thứ cá riêng kia soi cái soi thì ok và to mà tiết nhôm chập đam cái chai mơ ôm cái phi phân nhôm rủ môn đi thì nó trôi mất bàn mà mấy năm mấy ba vì tôi chiên xôn chơi xa mũi bài ta mũi cái nhôm mà do này cứ nhôm do xôn chơi xa mũi bài ta mũi là đấy và chắc đội mô máu cột nhưng lo khơi bàn mà này thì nó trôi quá này màn táo bây giờ đã buồn táo chỉ thơ ca bàn bày tỏ của sai nữa và nhưng chạy mơ crack mất miếng ca crack là nắng ấy này chẳng phía mà những trời thông chứa mà mùi chạy phì đấy âm sĩ à tỏ mơ nhưng chuyển nó trôi mất nhưng chạy đó âm sĩ à và nhóm anh ấy sẽ rút một môn này dương bởi dô hai ấy mê riêng dương đó lực bạc vừa làm quýnh và bởi tốt mắt nhưng rô mô mòi nạ xì phân viên lạp tây phân viên và ờ thì nó chỗ rô làm lại mùi mùi mắt bán nhưng bán âm xì a phân bán và này chắc nhóm chai mơ nhóm cho lại khan tha bà âm xì a phân nhóm này nhóm côn và thay một phây phía rồi với điện bà vì ấy ghê vì tôi chia được cái smart phim ấn mình thấy ok đấy phim ấn thông chia được smart rằng chẳng
dissatisfied មកកាត់យើងអត់មានបញ្ហាឬប្រែងឯងតែបើនេះហើយគឺអត់ satisfied ឯងយើងត្រូវតែដូរមកកាត់អរេដូរមកកាត់តឡើងនេះឬក៏អាចដាក់ដៃជួយសិនក៏បានណាវិធីសាស្ត្រមានពីរណាអាចដាក់ដៃជួយដៃសរសៃដៃធម្មតានោះដាក់ជួយសិនទុកជាប់ទៀតអត់បាទបើអត់យើងមួយទៀតអាចកែកម្ពស់profile យើងរៀងរុញឡើងទៅលើតិចតើបាទជួយបាទតេតតមួយ crack អីនឹងច្រើនមានបញ្ហាដែរអូខេអានេះអានេះយើងឆែកដំណឹងតិចទៀតដូចជាខាងក្រោមដូចតដែលឧទាហរណ៍តវាហ្នឹងណា 4.8 ដែរខ្ញុំដាក់សរសៃកាបចំនួន23សរសៃវិញមិញប្រមាណសរសៃ18ណាឥឡូវខ្ញុំដាក់23វិញតើមានបញ្ហាកើតឡើងឧទាហរណ៍ណានេះខ្ញុំកែមានសាកមើលបាទតដែលអស់នេះអានេះខ្ញុំគូរូបហើយហ៎មានថាវាធ្លាក់ចូលអីគេជារ៉សធីធ្លាក់ចូលទៅនំមែនទេបាទយើងឃើញមើលពេលរៀងនេះរៀងមិនអញ្ចឹងឃើញហ៎សធីហ៎បាទដល់ពេលយើងបែកតម្លៃវាមកប្រើនេះតម្លៃរបស់ CF ផងយើងណា Present ផងស្លាផងយើងនេះដកកន្លែងនេះចេញហ៎ដល់ពេលយើងសិក្សាកន្លែងស្លាវិញតើកន្លែងទៅនំវិញដកស្លាចេញវិញនេះរៀងវិញចេះអានេះអត់ដឹងកំពស់មកណាគាត់ខ្ញុំគូក៏ scale ត្រូវហើយណាគាត់ខ្ញុំគូសន្មតទេណាតែឧទាហរណ៍ហ្នឹងគឺវារៀងវាធ្លាក់ចូលអសរធីណាខ្ញុំសន្មតរបស់កាត់ A មិញថាតូចជាងកម្រាស់ស្លាប់ធ្នឹមរបស់ខ្ញុំអត់ទេវាតូចវាធំជាងបាទវាធំជាងអញ្ចឹងវាធ្លាក់មកវាធ្វើការនេះធ្លាក់ដល់ក្រោមនេះណាបាទដូចមុនទៅអស់ដូចមុននេះណាតោះអូនេះដដែលហើយនេះកាក់នេះដដែលហើយមកអានេះខ្ញុំរៀងលឿនតិចណាកាក់នេះមកនេះតម្លៃ RP យ៉ាងដដែលបាតាមួយយើងដដែលបាទរយនេះឥឡូវមុនត្បូងសន្និបាតដូចគ្នាអត់មានអីទេបាទនេះនេះអីទៅជាអីទៅពេលកែនេះពុបអីដែរធី60ឃើញតម្លៃ A យើងកែនេះមកឃើញបាន17ជាងមកតែ7ណាអានេះឃើញបានខុសគ្នាបន្តិចបានមកហ៊ុនយើងនេះបាទហ៊ុននេះជាងវាចូលសតធីអត់ចូលអសធីកែនេះធ្វើមិនទេខ្ញុំថាមិនដូចទៅនឹងការសន្មតអញ្ចឹងអត់ដូចការសន្មតអញ្ចឹងតម្លៃតម្លៃសកត A ខ្ញុំរូបមុននេះខ្ញុំប្រើលេងបានហើយហើយបាទខ្ញុំដូររូបមុនព្រោះអីមានថា compression បេតុងនៅក្នុងតំណងវាជួយធ្វើការដែរតោះនេះវាធ្លាក់ជាអសធីដល់អត់បាទមិនមែនតែស្លាប់ទេវាធ្លាក់មកតំណងតំណងធ្នឹមមិនយើង weapon យើងបាទអញ្ចឹងដល់ពេលសម័យការ equilibrium វាក៏ត្រូវតែដូរដែរណានេះបាទបោកចូលគ្នាវិញមិនថាកម្លាំងទាញផនសៃកាខាងក្រោមសម័យកាលំនឹងវាទៅអាតំបន់សកតផនស្លាប់បោកជាមួយនឹង compression ផនវិញទៅនោះណាបានវាលំនឹងបាទចឹងចាប់ដើមរមរងទៀត CF ស្មើនេះបាន3នេះសូត្រជួយបែបប្រាប់ FPC ណា HF BF dot BW ចេញដល់ពេល CW វិញចឹងអានេះបាទ CPA យ៉ាងនេះអានេះយើងដូចផ្ទៀងផ្ទាត់ដូចយើងរៀន RC ចឹងពេលលក្ខណៈខ្ញុំជាអសធីលក្ខមលអសធីនឹងឆែកយ៉ាងនេះនេះរូបមុន A ថ្មីដែលយើងមិនមែនវាដែលវាធ្វើការជា T section មិនមែនជា rectangular ណា A ស្មើប៉ុណ្នេះបីជាងបាទអោចឹងដោយសារមកកាត់យើងអីគេវាធ្វើការជាគេនេះកំឡុងទាញនៃការសកត់ផងយើងក្នុងបេតុងកាត់មានក្នុងទំនងធ្នឹមអញ្ចឹងអូមេហ្គាដែលយើងទៀងទាត់យើងទៀងទាត់អូមេហ្គាកន្លែង web ដែរទំនងនេះគេ web ណាអូមេហ្គា PW នេះបាទទៀងទាត់ថែមទៀតបាទចឹងរូបមុននេះគ្នាស្មើណានេះនេះចំនួនចូលដាក់ទៅពាក W វិញណាបាទហើយអូមេហ្គា PW នឹងរ៉ូ PW នេះយើងរកតាមណារកដូចគ្នាណាតាមដូចអាចតកោនកាយធម្មតាអញ្ចឹងគ្រាន់តែពេលដែលយើងសិក្សាតតឹងផនធ្នឹមយើងគ្រាន់តែតឹងផនវេបអានេះ BW នេះដែរបាទអតា APW នេះយើងរកតាមណាបរិមាណដែកដែលនៅក្នុងតំណងធ្នឹមផនយើងនេះនេះខ្ញុំទាញតាមសម័យកាលនេះវិញណាAPW ក្រាបទីដែកបរិមាណដែកនៅក្នុងតំណងធ្នឹមគុណឲ្យ stress ផនដែកនៅក្នុងនឹងនេះគ្នាតំណងធ្នឹមណាបាទស្មើនេះ 0.85 FPC BWA មេថាតំបន់សកតផនតំណងនេះគ្នាអរណាបាទ
Cảm ơn nhóm đó APW khơi nhỉ. Này bỏ hẳn đi máu này. Bỏ đi máu này máu. Bà nhóm 3 rụt bần đi. Là thấy nó không tổn thương thương. Bà tốt máu. Omega. Nhóm máy rốt 3 này nè. Đập lại bà nè. Chẳng Omega APW và nhóm nhóm rô máu. Nhóm nhóm côn mấy côn đó nè. P à P nắng dân do mùi nà để tạch chân kì. Chẳng bà đi thông chiên xôn chuyện xa mùi bà ta mối gọt dò này. Dân do xôn chuyện xa mùi bà ta mùi. Ở đấy và dạ con mất xôn chơi sao của mỗi bà ta mỗi dương mắt xôn chơi không bốn mấy nhé đúng lúc hình mà đúng á và ở chân mô mong phút bậc cao ông ăn phân dưỡng và khơi mà ma nè dẫn đi dây ghế CF vô cái CW mình ha còn lắng dương nguyên ta một bốc lại slap chú bây giờ ta đọc bè ní về bật tục về trốn về thẻ mọi ghế bao tập nông và những cái tập nông một chùi đã nè thay em tao bị tụt bàn mà nè cho một thời gian mà lừa hàm môn đấy hàm môn mà tùy hàm phơi cho bố nội trận anh mà còn là gì thế bà ha những ao cầm láng đâu không tập nông chùi thay em tiền đấy mình bố à bây nó có sai ní vì thời ca thêm vì trong những thời ca thầm không slap nằm lại ở đấy về là dương đã phải bày từ sáng mình ha như là sai cáp nhưng đã sao không đã chỉ muốn sai cáp cho nó bà con chỉ một tục mau bị lơ cho nó này mà giờ đi giải cái chỉ muốn sai cáp cho nó còn cạn này nữa và về dương cho thời ca cái gì này về là chạy mới là một tục nhưng đáng cái về là cái đi giải một cách thôi à mỗi hở một cách đây tập hẹn sai à mỗi tích một phần bảy sai chứ có chả đây phần bảy sai tục bị thống này à trước đây kia P là ní đề nhóm kẻ này ní khơi nằm bay đọc được say âm ấn với bàn tập bây giờ đọc buồn tàu chi nghề phần tay là P nhóm thay phèm được say chất lao một phẩy bay được say âm ấn còn viết lao đọc mán một cắt ít đôi khi đọc hỏi lao đọc mán tùy rồi mán nè cái nào đây nịch tùy hàm phần lao vào một cắt đôi khi họ chạy mô mong khơi cũng viên bánh hài rụ môn tật đài lắm ắt ấy, tụt chuột. Mình cắt bật thối, bật cao rồi. Bà, mình là nhung bật thay em, ôi thay một phây phía rồi thì to, phây phía rồi thì đợi là đó là cả bất chợt lấy người ta của mình đập tao, à mà rồi họ sầm bốn tao nó vì crack ở đây. Còn tay mà nhung chai thì nó cả này là mình bật tục lên nó tiết chẳng những một cái trên tổ tròn. Chế một quân mọi việc một phây phía rồi thì hãy vô một thiệp một giờ thiệp một giờ một tay chứ cắt một thôi thì cắt một thôi đọc phía rồi thì nè chứ vì lá xam sắp phía rồi rồi đây nè tam cốt bây giờ chẳng chẳng ra là những kẻ như tam cốt đó ra chạy đáy nhưng ở đây giờ đó nó ai lôi thầm môi trịnh đọc rằm ấy môi trịnh đọc với cậu ba nè và dùng mũi hiền phê nhé mũi là nhưng ai chứng do khóc cốt mà tay phê là nè khá là dân đi giá như kê chứ kê là dân công môn nhưng đi giá như kê cái trái thì mình còn sao thân cái trái cái xu như là chung mạch rụng môn nâng này vô vào bình này à cắt bật thôi con này chứng mê tha này ấy và cả rụng môn con này mà và cả cậu này mà à cho ai bị kê mà tránh và chứng mê tha dân kẹt nha bị lỡ cái xe dân xe phép kê ấy chung kẹt nha tam cột ấy gì ai bay động bay chăm ấy vận chân mê đấy và chứng mê tha follow tam cột và ở đấy anh đang dừng lại đi ba này rồi ba này dừng tạm cột cái tầng và anh đang tạm stock đá một tay khoái một tay bên stock đá đấy chơi được kẹt nía là ba đứt nía chạy đứt nía mấy con crack đứt nía và còn đứt nía đấy và ok rồi mở mơ u thô một chút anh đi tốt anh ăn lại bán nó cho này nè mà xua với nhé bà bộ ấy nhưng tất nhiên mình sâu tích nhưng chụp nìa sau bàn chụp nìa đây à lâu mấy một cặp mấy nhóm ra bao đi thân tên đấy à lâu nhóm đâu đại bình út thôi buôn chuyện bảy dương hàng lợi nhóm đã ăn bao mình cái hai dương ăn banh cái thì như mà hay chẳng mơ ta ta strength con viên à mô mong này bị tục nó không khôn với nó tục ban một mà ừ. Đừng kia đó, em vai đừng kia đó này. Và còn những đồ phê được sai cáp này.
ណាបើអានបោនប្រព័ន្ធវាណាបាទនៅក្នុងអានបោនគេប្រែថាម៉េចក្នុងកូដគេតម្រូវឲ្យយើងដាក់ដែកអបបមាជួយដែកមីនីមមហ្នឹងវាណាដាក់ដែកជួយពីក្រោមការពារណាបើដូចក្នុងបំពង់យើងបោនឌីតយើងដាក់ក្នុងបំពង់ក្នុងបំពង់យើងបាញ់ក្រៅឈីងចូលអញ្ចឹងវាបង្កើន strength ឲ្យខ្លះហើយឯងមានបំពង់វាឲ្យជួយតែនេះអត់មានទេបាទអត់មានអញ្ចឹងយើងកែក្នុងកូដ SI ក៏ប្រាប់ថាកលាផ្ទៃដែកមីនីមមដែលដាក់ហ្នឹងគឺ 0.004 AT បាទហើយ AT ហ្នឹងគឺជាអីបាទ AT ហ្នឹងគឺយើងយកពាក់កណ្ដាលនៃមុខកាត់ខ្លួនយើងណាគិតពីទីតាំងអនុត្រហូតដល់ផ្នែកខាងក្រៅគេបងអស់ណាដែលកើតមានកម្លាំងក្នុងនៃការទាញឫសារតែមួយម៉ង់ពុតបកោមិនថាម៉េចគិតពីពាក់កណ្ដាលមុខកាត់រហូតមកដល់ផ្នែកខាងក្រោមនៃមុខកាត់ខ្លួនយើងដែលរងនៃការទាញរងកម្លាំងទាញណាអញ្ចឹងរៀងយើងស្អីគេ simple support អញ្ចឹងទាញទៅណាខាងលើ compression ទាញខាងណាខាងក្រោមហើយបាទបើយើងសិក្សាផ្នែកណាផ្នែកខាងគល់តម្រវិញគឺទាញនៅខាងលើវិញដល់បាទចានេះយើងសិក្សាជា simple support គឺយើងនេះកាត់ពាក់កណ្ដាលនេះមកនេះរបស់ទាញនៅខាងក្រោមនេះណាបាទចានេះខ្ញុំគុណវិញនេះ 0.5 នៃ A ផងយើងមកកាលាផ្ទៃផងយើងណាបាទអោបាទមកនេះដៃទៅដាក់ម៉ានសៃ3ដសៃណាវា require ម៉ានកាលាផ្ទៃដៃវា require ម៉ានហើយខ្ញុំចែកពាក់កណ្ដាលហើយមកកាត់ខ្ញុំចែកពាក់កណ្ដាលមកបាទប៉ណ្ណេះវាទៀមទា 5.15 សង់ទីម៉ែត្រក្រេប៉ុន្តែយើងយកយើងខ្ញុំសម្រេចយកដែក DB16 មកប្រើចំនួន3ដសៃអូអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំប្រើ3DB16 ផងខ្ញុំគុណទៅបានប៉ុន្មាន6សង់ទីម៉ែត្រក្រេលើកហ៎លើកជាប់អូខេណាដែកមីនីមមជាប់អត់ណានេះអញ្ចឹងខ្ញុំដូចនេះប្រើដែក3DB16 រហូតក្នុងធ្នឹមផ្នែកខាងក្រោមនឹងចោលណាអានោះសម្រាប់អានបោបាទអានបោប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបោក៏ត្រូវប្រើដែរពេលខ្លះមកវាមានខ្រិតតិចតួចក៏យើងត្រូវតែដាក់ដែរដាក់ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងពីច្រើនគេប្រើដែកក្នុងយើង search YouTube search internet កម្រឃើញដែកតែគេប្រើអានបោណាអញ្ចឹងគេប្រើបោ strength បានខ្ពស់ហើយហើយយើង design ដាក់ដែកនឹងទុកតិចជួយដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រើអានបោនវាបញ្ហាផងហើយយើងមិនត្រូវយកពុកអីគេប្រវែងប្រឡោះល្វែងមិនយើង span មិនយើងចែកកំពុះមកកាត់ទៅហ៎ចាំហ៎ធំតើវាធំជាង0ធំជាង35ឬក៏តូចជាង35អត់បើខ្ញុំវារៀនឡើងវិញណានិយាយហើយខ្ញុំចែកទៅវាមិនតម្លៃវាចេញមក16ជាងអញ្ចឹងវាតូចជាង35ពេលដែលតូចជាង35តម្លៃសម័យកាលដែលខ្ញុំត្រូវរក FPS ផងខ្ញុំយក 4.21 ប្រើអើបាទ 4.21 នេះចារូបមុននេះមកប្រើណានេះប៉ុន្តែគេលក្ខខណ្ឌអីទៀតនេះអឺនេះអានេះខ្ញុំសរសេរសរុបជានេះឲ្យខ្ញុំមើលមេរៀននេះងាយងាយតិចមែនទេតម្លៃនេះ FSE ខ្ញុំប្រើវាត្រូវចូលលក្ខខណ្ឌនេះគេ FPY នឹងចន្លោះណានេះមែនទេបាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំយកខ្ញុំសេម្ដងមួយមក FSE ខ្ញុំតម្លៃប៉ុន្មាន FPC ROP បាទតម្លៃវាផលធៀបវាអញ្ចឹង FPS ខ្ញុំនេះអានេះខ្ញុំចងម្ដងទៀតខ្ញុំចងឡើងវិញតាមទฤษฎីមានថាបើតូចជាង35យើងមិនត្រូវប្រើអានេះមែនទេត្រូវប្រើកសោមនេះប៉ុន្តែកសោមនោះត្រូវតែម៉េចតម្លៃវាមិនត្រូវអីគេមិនត្រូវលើសពី FPY ហ្នឹងអានេះមែនទេកសោមនេះបាទនេះអញ្ចឹងពីហ្នឹងអានេះកាត់នេះតែធំជាង35ចេញប្រើនេះអូខេតទៀតណាបាទអញ្ចឹង FPS ខ្ញុំរកបានតម្លៃនេះអានេះបើយើងអានមេរៀននេះអានេះខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញមិនថាម៉េចពេលដែលតូចជាង35គឺរូបមុននេះយកមកប្រើនេះអានេះបាទប៉ុន្តែថាម៉េចយើងកណីទៅនៅកសោមហ្នឹងវាឲ្យលើស FPY ហើយនឹង FSE បូកនឹង4000 KSC ឯងហត់អានមេរៀនណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំសេររបៀបកណីយកមកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខកនេះបានទេខ្ញុំថាបើវាតូចជាងផលធៀបតូចជាង35ហ៎ខ្ញុំសេមីនីមមតែ3ហ្នឹងហ្មងមិនថាយកតម្លៃ3.8សម័យកា3រូបមុនហ្នឹងអាណាតិចជាងគេមកប្រើហ្មងអរណាដូចគ្នាដែរបើធំជាង35ក៏យក3ហ្នឹងមកប្រើដូចគ្នាអរណា
ខ្ញុំសេក្នុង market ណាបាទអញ្ចឹងពេលកណីពុបចេញចម្លើយនេះបាទអោះសន្និបាតបដាលថាវាតូចជាង x ណាតោះខ្ញុំកណីដំបូងមកត្រូវចូលលក្ខខណ្ឌនេះនេះគឺចូលលក្ខខណ្ឌណាបាទឡាមកស្កតតា2 10ជាមកតា2ឯណាបាទជាចាក់ប្រកបតោះមកឆៃដូចមុនទាំងអស់វាវាប្រើដូចមុនទាំងអស់ណាបាទខុសតែកន្លែងនេះមួយនេះ FPS រត់តាមនេះបាទហើយការរត់ដូចគ្នាបាទ reinforce index អូខេណាស្ទូគ្នា 0.31 បាត់តាម1ណាបាទតោះមកខ្ញុំចាប់ដើមកណីរង nominal moment មិនវាបានប្រហែលកណីពឹបបានប្រហែល189តោនអោឆែកមើលក្រេកមានបញ្ហាហ៎អូមកក្រេកផងយើងតាមរូបមុនយើងដដែលណានេះបាទអានេះពឹបអូខេអត់អីដែរណាក្រេកយើងប្រហែលនេះហ៎បាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសេប្រាប់ថាម៉េចគឺឃើញថាមកមកពុតបកោនៅស្ថានភាពចុងក្រោយបើវាតង់ខ្សែកាបដែលប្រើប្រព័ន្ធអានបោហ្នឹងមានតម្លៃតិចជាងប្រព័ន្ធបោទីនបាទក្នុងករណីយើងប្រើមកកាត់ដូចគ្នាលក្ខណៈសម្បត្តិនឹមមីដូចដូចគ្នាទាំងអស់ណាបាទហេអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមមកតាំងពីចំពោះទី1ខ្ញុំថាម៉េចបើយើងប្រើយើងហូតហូតនេះយើងផ្លេតខ្សែកាបយើងប្រើមាន2ប្រព័ន្ធមែនទេខាងដើមយើងវាមាន bounded tendon និង unbounded tendon បាទអញ្ចឹងខ្ញុំថា unbound ហ្នឹងគឺវាគ្របបន្ទុកបានតិចជាង bounded បាទហើយព្រោះ bounded នេះយើងមាន crouching edge ជួយទៀតតែវាអញ្ចឹងវាកើតកើនជាងមុនណាបាទអញ្ចឹងនេះអូខេឥឡូវយើងមកចូលដល់ភាពដាបដង deflection ភាពកណីនៅការកណីនេះយើងយកលំនាំផន RC មកប្រើខ្លះប៉ុន្តែសម្រាប់ prestress in some ញ៉ាំជាងនឹងបន្តិចណាបាទ deflection មិនមែនបើនៅក្នុងធ្នឹម RC យើងវាដឹងតដាបចុះក្រោមរហូតមែនទេ deflection រហូតបាទប៉ុន្តែនៅក្នុង prestress អត់ទេវាមានអាទៅលើនេះទៅលើពេលណាបាទយើងវា design ធ្នឹមហើយយើងប្រើកាពេលដែលយើងទាញមែនទេយើងទីយើងបលែងមកកម្លាំងខ្សែកាបបកចូលណាបកចូលអញ្ចឹង member យើងវាមិនមិនកោបាទអញ្ចឹងពាក្យបច្ចេកទេសដល់ camber បាទយើងអានោះយើងឆែកអានឹងទៀតបាទក្នុង RC តែអត់មានទេ camber វិញវាមាន camber យើងអត់មានទាញដាច់នឹងកើតទេទាញដាច់បាត់ទេតែ400គីឡូទាញ400គីឡូក្នុងនេះហ្នឹងសល់ម៉ែត្រទេទាញដាច់បាត់ហ្នឹងណាកម្លាំងវាខ្សោយអញ្ចឹងតែយើងធ្វើការយើងទុកចោលហើយយើងឌីហ្សាញក្នុង RC ក្នុង RC យើងដាក់ដែកចោលហើយពេលដែរមានតែទីដែកឡូមានចែកជាថ្មី2020អីមានទីដាក់ដែកខាងពើយើងហ៎បាទដាក់អេបើកំងស្រេងឡើងដល់ដូចកាបបានទៀងបានអីបើសិនកាបយើងទៀងដល់តែស្រេង400ក៏ចាប់សិនកាបទៀងញាក់ពុកដាច់បាទណាបាទណា